đầy đủ hết. Rồi lộn. Trời ơi, xe lộn. Chấn động phái đoàn đi đó. Ngủ suốt trên xe. Thôi buồn ngủ chứ. Xe có vô không vậy? Ủa Nam Trà. Nam Trà đi xe xuống kìa. Em đã chụp cái tấm hình của em. Hương quả đó nó bị ghế rồi nè. Chọc bướm đầu khóc quá trời. Đó. Ủa sao? Chị hiểu không? Chị hỏi em lại đi. Chị hỏi em lại câu đó đi. Meron là gì? Meron là gì liệu? Meron là con của Meron Tiếp. Trời đất ơi. Tại sao trong này ai cũng biết mà chị không biết? Suốt ở chặng xe nó cứ nói cậu này không biết. Chị phải hiểu cái vấn đề là Meron. Từ Sài Gòn đến đây này, từ Sài Gòn xuống đây là có một tàu. Hà Lan ở đâu? Hà Lan ở đâu đó chị? Đó chị Hà Lan ở đâu? Ở nước Tư Bản. Nước Tư Bản nha chị nha. Kể mà một mai á. Một mai á, sao bà? Một mai nó có phai tàn anh về bên ấy. Ấy đẹp rồi, đấy rồi. Đó hồi nãy chị hỏi thiệt là Meron là gì, nó giải thích đi vòng vòng luôn. Là con của Meron. Meron Tiếp. Hiểu không? Bây giờ nó mặc định là như vậy. Mà Meron Tiếp lại là bà con dòng họ của Quế Chi. Ủa chú Quế Chi là con của bà Lan Chi, dòng họ của Quế Lầu. Giới thiệu càng lúc càng lớn luôn, không có biết gì luôn á. Giờ cái xe của ai vậy? Xe của Nam Trà. Hỏi chị ăn phở với lại uống keo lì á, tái á đó. Đất ơi, thầy Trà. Trời ơi, quay kè chống nắng nữa nè. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến nơi rồi quý vị ơi. Chú rể đang đứng đợi từ xa. Mọi người có nhận ra không là Đạt hôm trước có Đạt đi đám hỏi đó. Hello chú rể. Hello em. Cảm ơn một trà. Hello chị. Hello. Hello. Có lợi mua nhận hết rồi kìa. Hết luôn đó. Nắng nắng chen luôn à. Vô đi, hay chồng đứng nắng quá nè. Ờ giờ mới thấy hai vợ chồng mặc đồ cặp kìa. Một, hai, ba, chờ mọi người nha. Một, hai.
ba, Sài Gòn đất ơi. Ok. Còn tốt đằng sau. Đến đâu nó điên thì chị quay nó đi. Nãy giờ nó cứ nói gì đến đâu. Nó nói không có điên gì hả? Đó. Anh có biết là anh chi không? Đó, đó, anh chi bộ đứng chi cao tốc rồi mà đón bằng quý lầu á, nhảy qua hành lang luôn. Thì sợ quế luôn. Quế không? Quế lòng mày lắm nha. Quế tèo mày đó. Quế lầu đó, chảo quyên á. Nó nói gì phải rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày có chồng mày kìa. Dạ. Em về chỗ cũ. Mẹ rồi. Nói đi đến theo dạng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ nó nhập đi, nó nhập đi. Mẹ mẹ rồi là. Bây giờ mình phỏng cặp tiếng. Mẹ mẹ rồi là con của mẹ rồi. Tiếng. Mẹ rồi tiếng là mẹ rồi tiếng là mẹ con bé mẹ rồi. Hiểu không? Xong rồi bây giờ nói dòng họ chứ dòng họ thân thiết của Lan Chi với Lan Chi với Lan Lan Chi á. Lan Chi với con gái của Lan Chi. Mày đem hôm bà lộn nó bị gọi giờ cái mày đó con tại châu á. Mấy lầu là cháu nội của bà Hạnh Lan á, hiểu không? Châu rồi đó. Mày chưa lâu nó ngơ ngác. Nó ngơ ngác rồi, bà không biết chứ. Mà lộn nó ngơ ngác không? Cháu nội của bà Hạnh Lan. Hạnh Lan là chị em thân thiết dù của bà. Quý châu nữa, quý châu á. Quý châu anh cần biết chưa luôn không tôi quên biết. Lâu quá tôi quên không biết chưa không biết gì chưa cần biết đâu không biết gì chưa ở đâu ra mấy cái tên cái gì trời một mai nó có bên tàn một nữa anh về bên lấy sao bên lấy rồi bên rồi bên lấy 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 rồi bên l